Ít người biết được rằng phía trong căn nhà bình dị ở ngoại ô thủ đô Washington này là một võ đường nhỏ, nơi truyền thụ võ cổ truyền Bình Định của Việt Nam trên đất Mỹ. Trưởng võ đường là võ sư Bửu Hồ, người có trên nửa thế kỷ nghiên cứu và truyền thụ môn võ cổ truyền độc đáo này của Việt Nam. Kể từ khi đặt chân sang Mỹ định cư cách đây trên 40 năm, ông đã ngay lập tức mở võ đường để giới thiệu võ Bình Định đến với đồng bào gốc Việt và bạn bè từ các quốc gia khác. Tất cả đều bắt đầu từ lời dặn dò của sư phụ khi ông mới bắt đầu theo học nghệ. Cái võ của Việt Nam á, là từ nhỏ chúng tôi đã rèn luyện rồi. Thầy chúng tôi luôn luôn nhắc là con học võ này để mai sau có dịp để mà giúp nước, không phải học võ để ra khoe khoang, để múa may ở ngoài đường chơi. Thì những cái lời đó vẫn nằm ở trong tâm trí của chúng tôi. Hiện tại, võ đường nhỏ tại gia này là nơi mà võ sư Bửu Hồ truyền thụ võ Bình Định cho những võ sư thuộc các môn phái khác với mục đích giao lưu, học hỏi, hoặc những võ sư thế hệ tiếp theo đang truyền thụ võ Bình Định cho các lứa võ sinh trẻ. Với sự kiên trì của võ sư Bửu Hồ, có thể nói võ Bình Định đã trở thành một môn võ thuật khá phổ biến với cộng đồng gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington. Các môn sinh võ Bình Định không khi nào vắng mặt trong những sự kiện văn hóa và võ thuật truyền thống trong vùng. Khi mà tôi còn trẻ đi làm, nhiều cái mà trong sở phó tử này kia mà biểu tôi đi làm luôn, thứ bảy chủ nhật là tôi không làm. Tôi phải đành bỏ tôi đi không, phải cho tôi cái chuyện đó đi. Muốn làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà lên advisor hay là lên manager gì tôi cũng xin cảm ơn. Nhưng mà tôi không lên. Và tôi làm trách nhiệm tôi nhiều hơn, tôi phải bỏ công vô cái đó. Đó. Và tôi phải ở lại. Tôi có thời giờ tôi phải ở nhà được. Thì tôi mới dạy được thứ bảy chủ nhật và một ngày nữa để giúp cho các em. Rất nhiều võ sinh, kể cả người gốc Việt và người nước ngoài, nhờ đó mà biết đến và luyện tập môn võ cổ truyền độc đáo của Việt Nam. Nói như võ sư Bửu Hồ, võ Bình Định phù hợp với thể trạng và văn hóa của người Việt. Không cần quá hung mãnh, nhưng vẫn có thể khắc chế được đối thủ mạnh mẽ hơn mình. Và giờ đây, ở cái tuổi thất thập, ông đã có thể tự hào chứng kiến những lớp võ sinh trẻ đang tiếp tục gìn giữ võ cổ truyền Việt trên đất Mỹ.